Vâng, xin chào tất cả các bác đã trở lại với cửa hàng âm thanh Kin Audio. Ngày hôm nay thì em sẽ lôi một cái đôi loa LDH Audio, một dòng loa sử dụng bát tép nhập của Made in Italia, đó là của RCF Bài Xịn. Và những cái đôi loa này thì bên em đã có những cái bản test, gọi là test nhạc gia đình rồi, hoặc là những cái bản test mic hát karaoke. Bên em đã lắp những cái bộ dàn ở Nam Định, các bác có thể vào xem ở trên kênh. Rất là hay và được nhiều anh em đánh giá cực kỳ là hay luôn nhé. Thì với đôi này thì em vẫn bao cho anh em đi sự kiện thoải mái, bởi vì là cái công suất bát loa của loa RCF này phải nói thực sự là siêu khủng, và cái độ chịu đòn của nó rất là tốt. Công suất maximum của nó lên đến là 1400W, tức là cái công suất cháy của một chiếc bát. Thì các bác cứ phải hiểu được là để mà các bác đi sự kiện mà để đứt được một cái chiếc bát này thì phải nói thực sự là các bác chơi phải quá khủng khiếp nó mới cháy được các bác nhá. Đấy, bác nào mà đi sự kiện thì làm một đôi, khoảng là đi show kiểu kéo là một đôi, còn đi show đám cưới cần hai đôi là độ phủ nó đã siêu rộng cho anh em rồi. Loa này em tháo phòng 3 nhà các bác nhé. Với cái đôi loa này thì chỉ giá nó là 15 triệu đồng, bên em bao cước vận chuyển và hàng cam kết zin đẹp và chính hãng. Cho các bác xem thông số với sau một chút nhé. Còn bát tép thì các bác có thể gõ là LDH Audio. Đấy, LDH đây, những cái tem gọi là tem đồng này anh em này. Đó, tem đồng này anh em nhé. Đấy, còn LDH thì đương nhiên nó là gì ạ? Vẫn là thương hiệu cực kỳ lớn và lắp ráp ở Trung Quốc anh em này. Đấy, LDH Audio nó sử dụng công nghệ của Made in Italia. Đấy, QT12 các bác nhé. Đó. Ok chưa? Các bác nào mà xem được những cái bản test gọi là test karaoke ở Nam Định rồi những cái bản test khác thì phải thực sự luôn là kể cả những anh em thợ cũng rất là ưng. Anh em thợ cũng cực kỳ là thích luôn các bác nhá. Bây giờ sẽ test cái độ phủ để các bác đi chơi sự kiện bằng loa này. Còn hàng này thì em nói lại các bác là bên em đang có chương trình là gì ạ? Ví dụ như em có lô này em có 24 đôi thì em sẽ dành ra một đôi để gọi là tặng cho 23 bác đã tin tưởng mua hàng bên em. Thì cái cơ hội tức là gì ạ? Khi các bác mua một đôi, có thể là các bác gần Tết bên em sẽ quay thưởng, thì có thể là các bác sẽ nhận được thêm một đôi nữa. Đấy, nên là cái chương trình này cũng rất rất là hay luôn các bác nhé. Còn cam kết với các bác luôn là nếu LDH Audio hàng này mà gọi là các bác phát hiện hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng thì bên em sẽ đền tiền một gấp đôi. Ok chưa? Các bác chỉ cần chứng minh được là bên em sẽ gọi là đền tiền cho các bác. Đây là cái cam kết. Và bây giờ em sẽ test cái độ phủ cho anh em nhé. Trước khi test thì em phải nói các bác luôn, vì là nhiều anh em là rất là soi để ý, nên là em đang gọi là lấy cái gương này cho các bác xem này. Đấy, tức là điện thoại em không hề cắm những cái thiết bị hỗ trợ nào. Đấy, phía trước phía sau nhá. Ví dụ nếu mà các bác nào mà gọi là đã biết về cái mic thu âm ấy, thì một là phải để một cái mic ở đây và một cái cắm vào điện thoại, thì đi xa tầm khoảng tầm 10 đến 20 mét là nó đã không thu được nữa rồi. Đấy, vì là cái bluetooth của mic thu âm nó chỉ thu được 20 mét thôi. Thậm chí ví dụ như cứ cho là xa nhất là 50 mét đi. Đấy, mà bắt buộc là phải cắm vào điện thoại anh em nhé. Không có nhiều bác nào mà lại bảo là cài ở áo rồi cài ở đâu đó. Cài ở áo thì đi xa làm sao thu được ở đây, đúng không? Đúng không các bác? Đấy. Rồi ok. Bây giờ em sẽ thử cho anh em nhé. Rồi bây giờ em sẽ đi trong mùa lúa bên lánh lửa hồng mẹ thức nấu mồ hôi hồi xuân tháng tiếng cười tan đông trăng qua bóng chày thắm đượm vẹn tình đi về đi. Xin cha tôi về
xa xưa lộng gió, bên khóm hoa cà rượt đuổi bướm tung tăng. Điều cắn say mãi bình thường đau đi về chưa biết vui chưa hơn ngon. Xin cha tôi về đi đi. Ngày xưa trong mùa lúa đi xe máy bị gió đổ xuống. Đi trước đi. Đây các bác nhìn thấy cái độ phủ của nó rất là tốt luôn các bác nhá. Đây độ phủ cực kỳ tốt luôn. Tiếng của nó là nó rất là gọi là nhuyễn, nó không bị chói đâu anh em. Độ phủ xa nhưng mà nghe nó không bị chói đâu. Thôi em hãy về đi, xin trả lại em những gì đầu môi em trao. Rồi hai đứa gặp nhau mai sau nên nghĩa vợ chồng. Mà này đâu ngờ biết lý, em chớ buồn làm chi. Thôi em hãy về đi, em chớ sầu bi. Còn mang chia ly, xui khi mới gặp em, yêu thật đậm đà. Nào hay duyên tình dở dang, trách em sao quá phù phàng. Em ơi, thôi còn gì đâu để nhớ, thôi còn gì đâu để chờ. Ta chung nhau một lối, ta chia nhau nụ cười, câu thủy chung lứa đôi, thề không đổi nguôi. Thôi em nhắc làm chi, em hãy về đi, hết rồi còn chi đâu em, nay mỗi đứa một nơi em. Dài lẻ loi viết nên câu hát thiệt rồi. Ok anh em, đấy, anh em vừa nghe qua một cái độ phủ của thằng bát này nhá. Đấy, cho anh em nghe thêm một tí về cái giải bát này cho anh em nhé, cho anh em nghe thêm tí về giải bát này nhá.
ok. Đấy, đây là test cái độ phủ của cái dòng loa Bass 30 này các bác nhé. Rất là độ phủ rất là lớn luôn. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ sớm nhé. Chương trình khuyến mại đang còn rất là nhiều. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhé.